Bây giờ kinh nghiệm hồi xưa mình cứ xào nấu, xào hết cùng luôn. Bây giờ là cái nhắm, thầy nhắm vô cái hình. Bởi cuối cùng là thầy nhắm địa điểm cái hình. Bút cái hình lên là có. Có ai đi trà cái thao chưa vậy ta? Cái hình này về đâu có, nhưng mà có ai biết là có người đi trà thao chưa? Hay mình đứng này mình để cái chiều luôn. Thì mình cần rửa chứ. Có người lẫn cái chóp đó mà. Làm xong rồi. À, có một vài vị hỏi là chừng nào cạo tóc. Mấy vị mà mới xuất gia là sao? Chút nữa đi là vô hộp ở trong chánh điện tội nghiệp, có cái bà đó là bà khóc. Nếu con gái thì gái mới bổ lãnh qua có 2 năm, mà bây giờ thằng đệ nó đánh con gái một lần, bà tụng kinh là nó đánh. Thành ra hôm qua bây giờ bà khóc kêu thiện nói thì thầy biết là thật chứ không phải giả, nhưng mà thầy muốn nó trình bày. Thì bà nói bây giờ đó là mang tiếng là có để Việt Kiều qua mà nó đánh hành hạ mỗi lần nó cấm bà tu. Thành ra mà thật sự đó thì vô đây thì trình bày thì nói cô không qua mắt tôi được đâu, nhưng mà thầy thấy là thật đó. Thì vô đây tôi cho cô ở thử 3 tháng, rồi nếu mà quả thật mà cô mà bị đánh bà Abiu như vậy đó thì tôi cho tu 3 tháng trước, rồi để nếu quả thật con người tu mà như vậy đó thì là cô đừng có buồn cái duyên đó nó đánh mình để cho mình vô chùa đó. Là nhiều nhờ thằng đó sau này mình thành Phật đó là mình phải có đáng ơn để đó. Chút nữa tôi nói tôi sẽ lo, nhờ nó vô còn nó ôm biết là nó bắt giữ cháu rồi, thấy không? Là tại nó có là nhiều khi trong cái quả, nhiều khi cái số bà tu bên ảnh vô bà chạy bà kiếm đâu có chùa nào nhận. Thành ra cái hoàn cảnh đó là cái gì biết, nhiều thằng rể nó coi thường mẹ vợ lắm. Thì cái hoàn cảnh khờ bởi nó bây giờ mà quay lên đó thì bên vợ con Việt Nam người ta chửi nó đồ đáng ham đi Mỹ đó. Thành ra bây giờ đó nó cái điều kiện nó bắt là không được tụng kinh, không được niệm Phật thì nó cho ở, mà tụng kinh niệm Phật nó đánh. Thành ra là thầy nói chúng là mà qua bắt thì xuống sao bước, phải không? Cho nên là sư phụ nói chúng nó họp vô đi, tôi sẽ không có lên mạng nhưng mà quay một cái video riêng đó là bằng chứng, để sau này bác xin nói để mà làm bằng chứng. Thì cái vậy thôi, mình lưu cái bệnh thơ thì tụi con họp sư phụ sẵn sàng nuôi cái chuyện lúc phải thật gì cái người tu thì mình một miệng mắng đâu có gì đâu, mà sau này biết đâu cái nhân đó bà sẽ trở thành một người tu tốt. Còn bây giờ tôi nói cô đừng có buồn, nhiều khi á mà nó không đánh rồi đó, một người đánh mà đuổi đi vô chùa nó còn tốt hơn là người ở thì giữ cháu nội cháu ngoại hả? Cái kia là nó không đánh mà nó làm khổ cả đời, còn này nó đánh cho là buông liền, thấy không? Nó đánh cho là buông, đánh là buông, nhiều khi đánh giờ nó còn có người để đánh mà tốt hơn người để mà nó tốt, người để tốt bỏ đi không có được, suốt ngày là cứ giữ hết nước này cái giữ nước kia, còn thằng để đánh thằng để nó làm cho bà giảng sẵn đó, thấy không? Bỏ lãnh bà bị ở biêu đó, nó nói cái gì cũng được mà cấm tụng kinh niệm Phật. Tôi đem nuôi vô dùng tôi. Thôi chờ cho mượn sạc xong mượn nó xuống. Chờ cô sạc xong giờ cô. Đợi sạc xong cô mua. Sạc xong cô mua là cô chạy hết. Tôi sẽ đưa cô về Việt Nam để tôi khóc cho Nguyễn Phú Trọng nó có nước nha. Chúng tôi bút cô về Việt Nam, cô khỏi cô làm cầu đảo, làm cái đàn cô lên cô khóc là cô mưa xuống. Ủa đâu rồi mới cái chân em đang lao chứa giữa. Thật ra nó đúng như vậy thì giúp liền, tại vì cái đó là nhiều cái duyên của bả là qua đây bị đánh để chạy vô chùa. Hồi đánh là sao đánh rồi những cái đường nó chạy thì thấy có người về Phương Tân nói chỗ này có ông thầy đó, ông nuôi ông nuôi được hết những ngày bắt làm gì tôi nói ngày tụng 2 thời kinh hoặc là một bộ Địa Tạng cho tôi là ok. Hỏi muốn vô liền sao dễ lắm, đưa cái cũng là nghiêm phục là vô liền, dễ như con sườn á, dễ ẹt. Trên tài vô cái hệ thống này biết là coi như là bây giờ sư phụ trả con về cây tôi không nổi đâu, đúng không? Giờ đi tôi thoải mái không? Trời ơi, cô này có chỗ khác vô đầu tiên, cô vô cũng nghiêm trang, đồ nhỏ nhẹ, đây tu nhẹ không có được, tu là biểu diễn, thấy không? Tu là bụng sao miệng vậy, đúng không? Nhưng mà con sợ nha, cô chừng nha, có sư phụ biết hết á, không cần biết, tin sư phụ biết không? Con muốn sư phụ nói sơ sơ không? Con muốn nói ạ? Muốn nói cuộc đời tình ái của con sao mà con vô chùa không? Có lẽ có chồng rồi đó.
không có đáng người yêu mà con không chịu đáng lẽ, đáng lẽ, hiểu chưa? Đáng lẽ, đáng lẽ, chứ còn không phải là nói con lấy chồng. Con chạy một cuộc hôn nhân con không muốn gia đình nữa, tại con là thầy nói vậy thôi chứ duyên nợ nó đòi con, cái thằng kia nó đòi quá mà con chạy trốn kịp. Chạy thoát, chạy coi như là thoát vòng tục lụy đó. Đâu nói con lấy chồng mà con chạy thoát được. Rồi, chuẩn bị nha. Rồi đâu người nào đánh đâu rồi? Rồi quay thao trước chưa? Xong chưa? Dạ rồi. Đâu quay qua để quay. Đâu quay vòng vòng luôn cho người ta thấy thôi. Rồi. Cái này nó mỏng đó là mình khè trước mà. Để con giấy luôn chứ. Để đâu con đẩy chúng. Ok. Để chúng xung quanh đi. Mà có xá lợi rồi có bệnh đừng có ra trời nha. Sư phụ ơi cứu con. Bác sĩ đầu hàng sư ơi cứu con qua đây có hộ niệm cho cái qua hết cái rồi lại là cũng tật nào đó nó tiến bộ nữa. Nam mô tiếp dẫn đạo sư A Di Đà Phật tác đại chứng minh. Thích nữ hồng hổ vì không có gia đình cho nên dành trọn cuộc đời tu hành để cứu cho các bậc sanh thành dưỡng dục. Xin chư Phật chư vị Bồ Tát chứng minh cho lòng hiếu thảo của thích nữ hồng hổ hồi hướng công đức tu hành từ đây cho đến trọn đời cho bà nội tên Nguyễn Thị Sao. Pháp danh Diệu Hòa tạ thế ngày 10 tháng 1 1986. Nam mô Tết dẫn đạo sư A Di Đà Phật tác đại chứng minh. Nam mô A Di Đà Phật. Vishuddhaya Buddhaya Bhagavatitariya Pao Vishuddhaya Vishuddhaya Sama Sama Samanta Vabhasasvarana Yadiga Hanasubhava Vishuddhe Abhisinjatu Mansurata Varavachana Amirita Abhisekai Mahamacha Paraya Hara Hara Yusamgara Vishuddhaya Suddhaya Gagana Vishuddhe Gustisa Vijaya Vishuddhe Sam Chori Tesawata Tagata Balokani Satparamita Paripurani Sawata Tagata Matina Sabumi Katishi Tesawata Tagata Vidaya Aristana Distita Mahamuja Vajakaya Samhatana Vishuddhi Sawawarana Aya Yugati Pari Vishuddhi Pradini Wataya Yushuddhi Samaya Aristite Mani Mani Mahama Tata Buddha Kuti Parishuddhi Vishmuta Buddhishuddhi Jaya Jaya Vijaya Vijaya Smara Smara Stava Buddha Arishtita Shuddhi Vajri Vajra Gabe Vajram Bhavatu Mama Sariram Sava Sakvanam Sakaya Pari Vishuddhi Sava Gati Parishuddhi Sava Tata Gata Sinjame Sama Sasvayantu Sava Tata Gata Sama Sasvayantu Buriya Buriya Vibhuriya Vibhuriya Bodhaya Bodhaya Vibhuraya Vibhuraya Samanta Parishuddhe Savatatta Gata Vidaya Adhisthana Adhisthita Mahamudhe Swa. Namo Bhagavate Tariya Vishishtaya Bodhaya Bhagavate Tariya Vishuddhaya Vishuddhaya Sama 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 Tawa Basas Parana Gatika Anas Lohawa Vishuddhe Abhisinjatu Manchugata Marawachana Amerika Abhiseka Mahamantya Paraya Hara Hara Yusamgara Vishuddhaya Suddhaya Gagana Vishuddhe
Sama-sama samanta wabasa swara naga tiga.
de abhishekha tu mashuka tawara vachana merita abhishekha mahamaya hara hara yusam darani sudaya sudaya gagana vishote gasnisa vijaya vishote shorite sawata tagata valokani sakaramita paripurani sawata tagata matina sabumi patishite sawata tagata ridayam Amahamuche wajakaya samatana vishote sawawarana paya dugati pari vishote patini wataya yushote mani mani maha mani tatata budako divari shote vishote chaya chaya vichaya vichaya swara swara sawa buddha nipita sote wachi bawa tu con diên bộ lắm kìa, có diên bộ dễ sợ luôn đó, đó đó diên bộ lắm. Còn phi trang đó nhiều lắm. Con cảm ơn Phật Ca Di Đà, nhiều lắm. Phật cho mười phương, anh chiêu Bồ Tát. Cái này không phải đâu luôn. Dạ con cảm ơn các ca ni và năm viên lớn, năm viên lớn. Giá của nàng còn ngon quá trời luôn trời. Còn ở dưới đó nhiều nữa, còn có một ly ti nữa. Năm viên lớn mà mười mấy hai chục viên nhỏ sai hết lớn là quá trời luôn. Rồi yên quan rồi. Quá trời luôn nè, năm viên lớn. Mười mấy một đống viên nhỏ. Mấy viên nhỏ không đếm được.